Gì đó, là nhạc. Đó là thanh nhạc, cái đó là thanh nhạc hả? Chị làm mình con Duy Khánh nó hát là nhẹ nhàng như vậy nè. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng đến nương, năm chữ con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tiếng con vẫn xa ngàn xa. Nhẹ nhàng trầm bổng vương vương ngàn làm có giống như Khánh bây giờ nhắm em hát giống được không? Dạ. Ngàn star đó, vậy đó hả? Trời ơi không phải dịch đó, đó, vậy đó hả? Điện dịch chưa? Rồi để em cầm giống qua đâu vậy? Bị điện dịch chưa? Chưa bị điện dịch thì làm sao hát giống như Khánh được? Tại vậy đó hả? Hồi đó trước khi bạn hát như Khánh anh bị điện dịch mấy lần vậy đó hả? Kính thưa quý khán giả thân mến, hôm nay một buổi chiều không gian mát mẻ tại nơi đỉnh núi dài vạn ni, bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời nghệ thuật một ngôi sao đang chuẩn bị tỏa sáng trên một không gian trống rỗng. Kính thưa quý vị, một giọng hát đã gây biết bao nhiêu cơn bão miền Trung vừa đã ào ào ập đến. Biết bây giờ mẹ chờ tiếng con, khi thấy mai đào nở vàng đến nương, năm chữ con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tiếng con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thỏa chơi yên vui. Ủa, ở đâu cho phóng? Chào anh nha. Sao bị đâu gặp cho phóng vậy phóng? Anh muốn chào lên dừa, anh thấy dừa. Tôi thấy dừa hả? Không. Ừ. Không được, giờ anh thay tay để dừa cho tôi uống mà được. Quay đây có chuyện này gấp. Có gì vậy không? Bữa nay sao cảnh gọi đi núi đó hả? Vừa ông cầm vừa vậy đó hả? Em đi kiếm chú Thư. Kiếm chú Thư làm gì? Mày khỏe không? Vậy đi từ thiện tốt không? Khỏe, bây giờ cái con rùa này nè nó mắc tiền lắm. Thành ra sao? Bây giờ em tính tính làm gì? Tính tặng chú Tư rồi nhờ chú Tư giải đáp giùm em vài cái nghi vấn. À vậy hả? Mà bây giờ không ấy, bây giờ em nói nghe, bây giờ em tặng anh con này đi, anh về cho gia hàng thích lắm đó. Anh chỉ giùm em cho em hát đi. Em khoái hát. Hát gì? Hát cái bài mà của Duy Khánh mà anh thường hay hát đó. Cái giọng bắt giọng sao mà cho giống như Khánh gì giải bộ trường chú Tư chứ thật ra là muốn nhờ anh hướng dẫn cho hát giống ca sĩ Duy Khánh đúng không? Tính tặng chú Tư cái con này nè, chú Tư cũng giải đáp giùm cho em vài cái nghi vấn mà giờ hồi lỡ gặp anh rồi thôi anh chỉ cho em hát đi để hát vừa hát vừa tặng cho anh con này em hát cho giống ca sĩ gì đó em khoái thì có ta yên ta hiểu không? Vậy là bây giờ là chú rùa này là của anh ha. Được dạy cho Phú hát giống như Khánh thôi, cho em hát bây giờ Duy Khánh. Cho Phú thứ nhất á, giống cái giọng cố ca sĩ Duy Khánh á. Cho Phú phải hát thử cho anh nghe một đoạn, anh có cái tốt chắc không? Tại vì á, một người mà hát giống giọng ca sĩ Duy Khánh á, là phải có cái tốt chắc hao hao giống rồi thì hát nó mới giống. Bây giờ cho Phú người qua đây, Đi. Bây giờ qua đây ngồi đi. Bây giờ em thích cái bài gì của cố ca sĩ Duy Khánh, bài gì? Bây giờ bài nào em cũng thích hết trơn á. Sao? Bây giờ em thuộc bài gì em hát trước, thử cho anh nghe một đoạn coi. Trước khi mà mình muốn hát á là mình có lấy hơi lấy giọng vậy không? Mình có tập là trước khi hát giống cơ thanh nhạc vậy không? Thanh nhạc nếu mà em học thanh nhạc thì em hát không giống Duy Khánh vậy hả, mà em hát giống nghệ sĩ Thanh Tâm vậy hả? Đó là thanh nhạc, cái đó là thanh nhạc hả? Chị làm mình con Duy Khánh nó hát là nhẹ nhàng như vậy nè. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con,
khi thấy mai đào nở vàng đến nương. Năm chữ con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tiếng con vẫn xa ngàn xa. Nhẹ nhàng chành bóng dương dương nhàng làm mới giống như Khánh. Bây giờ nhắm em hát giống được không? Dạ. Ngàn star vậy đó hả? Trời ơi vậy đó hả? Điện giật chưa? Rồi để em cầm giống qua đâu vậy? Bị điện giật chưa? Chưa điện giật thì sao sẽ hát giống như Khánh được? Phải vậy đó hả? Hồi đó trước khi mà anh hát như Khánh là anh bị điện giật mấy lần vậy đó hả? Giật đứng đứng nha. Vậy là bây giờ mình nó có cái ngon như Khánh được? Vậy là mình phải đụng vô điện không được? Đụng vô điện em phải giật không được anh xú gì là vậy? Không có. Không phải là điện nhà nước mình thì yeah. Điện chết. Dạ yeah, điện gì? Kiếm mấy cái ông mà chăm cứu phải không? Dạ. Chăm cứu mà có cái đưa vô mà đi. Chăm cứu em có chăm rồi. Có rồi. Nếu mà có chăm cứu thì hát mới giống như Khánh nha. Rồi để em thử ha. Rồi bây giờ em thử cho anh nghe một đoạn coi. Bây giờ mà nhưng mà trước khi thử hình như em thấy nếu mà muốn làm ca sĩ thì phải có MC. Anh trước khi anh giới thiệu gì mẹ mới được. Rồi ok. Bây giờ cố ca sĩ gì Khánh anh sẽ lấy cho em một cái tên gì cho nó cũng có cái gì luôn. Gì ha? Bây giờ Duy ha. Duy Châu đi. Em thấy im đó. Duy Châu hả? Ừ. Vậy là em thích Trăng Châu hả? Không, tên Châu Báo Ngọc Ngà chứ không phải Trăng Châu anh. Châu Duy hả? Không phải là Châu. Vậy là em muốn lấy cái nghệ danh là Duy Châu phải không? Đúng rồi. Dạ. Rồi vậy đi ha. Này Tham Châu Báo Ngọc Ngà. Ok. Bây giờ để anh cầm đồ anh giới thiệu là rồi. Rồi anh giới thiệu đi ha. Rồi anh truyền qua em. Ấn tượng như đây là cái micro điện tử đây ha. Đúng rồi. Kính thưa quý khán giả thân mến, hôm nay một buổi chiều không gian mát mẻ tại nơi đỉnh núi dài vạn niên, bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời nghệ thuật một ngôi sao đang chuẩn bị tỏa sáng trên một không gian trống rỗng. Kính thưa quý vị, một giọng hát đã gây biết bao nhiêu cơn bão miền Trung vừa đã ào ào ập đến. Trời ơi, những cơn giông tố. Anh giới thiệu lại đi. Anh thấy anh giới thiệu thì không giống với MC gì cho vậy. Ngôi sao là phải giới thiệu. Trước giờ anh có giới thiệu lần nào chưa? Anh chuyên gia giới thiệu chứ, anh giới thiệu y gian bình thường được rồi. Anh giới thiệu gì sao em hát? Yeah. Ừ, chỉ giới thiệu gì bình thường thôi. Anh đi làm anh xin đám cưới. Ừ. Rồi. Kính thưa quý ông bà cô bác, quý đại các phu nhân, quý canh tăng công tử, quý thiếu nữ chưa chồng, cũng như các cháu thiếu niên nhi đồng có mặt trong buổi chiều mát mẻ ngày hôm nay. Kính thưa chư quý vị, hôm nay với một dung nhan đẹp trai có, phong độ có, nhưng mà hơi lùng chút xíu, không sao, bù lại là anh ta có một sợi dây chuyền rất là bự đây, đó là nam ca sĩ. Chúng tôi đang tưởng nhớ đến một giọng ca huyền thoại Khánh Châu. Khánh Châu nhanh lên đi, về Khánh Châu đi. Nam ca sĩ Duy Khánh thì hôm nay lại xuất hiện một giọng hát hao hao mang máng, nhưng mà khuôn mặt thì không giống nhau gì, nhưng giọng hát thì có thể giống. Đây, nam ca sĩ Duy Châu. Duy Châu, nhanh lên đi. Trời ơi, Duy Châu sẽ gửi đến quý vị bà Duy hát được. Tự chọn hay là bà gì nãy chưa nói trước bà gì hồi nãy đó. Bà anh hát không? Xuân này con thiếu mẹ, ý quên, xuân này con không về. Xuân này con không về. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay Duy Châu sẽ xin hát bài Xuân này con không về, giọng của Duy Khánh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, cái này giống như là mình bị nhiễm anh, bị nhiễm YouTube, bởi vậy cuối cùng là phải Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, có ca sĩ Duy Khánh độ cho em. Nam Mô cố ca sĩ Duy Khánh, từ bi gia hộ độ cho Duy Châu. Hát giống được cố ca sĩ Duy Khánh 10% cũng được, để cho bà con nghe. Nam mô ca sĩ Duy Khánh, Nam mô ca sĩ Duy Khánh. Vô rồi. 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 Vô rồ
con biết xuân này mẹ cho tình con. Khi thấy mái đào nở rộ bên có năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, khi hẹn mai đầy trượt ngõ mà tính con vẫn xa ngàn khơi. Được không được không? Có lúc gần giống rồi, gần giống rồi. Gần giống chưa? Tiếp tục gần giống rồi. Tới đây em quên lại tiếp tục. Anh nhá, thấy anh nhấp vô một cái nữa mới được. Ôi nhớ xuân nào. Rồi chị ha. Hỏi nhỏ xuân nào thờ trời yên vui. Nghe pháo. Nghe pháo giao thừa giòn trắng nơi nơi. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trượt ngõ mà tiếng con vẫn xa ngàn khơi. Cảm thấy đúng anh. Mình đúng. Thiếu bằng si hay gì? Đúng rồi, không phải mình dẫn giống như mình dẫn chương trình YouTube với anh. Cái bắt đầu cái nó không có rung mà, nhưng mà sao hát cái nó rung. Bây giờ anh chỉ cho em cái phương pháp hết rung. Dạ ha, sao anh? Em muốn mà mình nói chuyện thì hoặc là mình hát mà hết rung ha. Ừ. Là trước khi mà em làm đó, em nhắc em cái. Nhắc dạ. Đau. Nhéo rồi ha. Đau. Biết. Đau. Vậy là hát đau. Anh nhớ. Dạ, vậy là hết rung. Mình hết đau là mình hết rung. Xin chào gì? Anh em phải không vậy? Anh chị nha. Ai dạy anh? Cái đó là anh cái kinh nghiệm của anh. Vậy đó hả? Khi mà anh rung anh ngắt cho đau. Thôi bây giờ là trước khi mà nào đâu? Bây giờ anh sẽ khi mà kết thúc cái video đó thì anh dạy cho em thêm một giọng nữa coi. Anh còn cái giọng nào nữa không? Sao mà giọng như Khánh này làm như em hơi rung hả? Kỳ quá. Bây giờ em thích nghe giọng hát nào của ca sĩ hay ngoại em nói đi. Bây giờ anh sẽ hát giống ca sĩ đó cho em nghe. Cải Lương hay hoặc là Tăng Nhạc, Mạnh Quỳnh, Tuấn Vũ, Trường Vũ. Thích ca sĩ Mạnh Quỳnh, Đan Nguyên, Trường Vũ, Đan Nguyên. Có đang nằm không? Đang nằm đó. Mình là thích đang nằm chứ không nằm. Rồi ok. Rồi bây giờ anh sẽ hát cho em nghe giọng. Bây giờ muốn anh ca cổ không? Cổ nữa hả? Bây giờ có thích nghe ca cổ không? Anh dạy hát ca cổ luôn. Gì đủ môn vậy? Anh hát thử. Anh là ở trong mình anh là một cái đoàn đại nhạc hội lô tô mà. Em cũng cổ được đó. Cổ bây giờ em thích nghe nghệ sĩ nào? Bây giờ hả? Em hát bài đi, em hát bài tặng bà bây con. Bây giờ hả? Không, bây giờ anh hát trước đi rồi em sẽ tặng bài. Mà em hát cổ mà hát tiếng Anh. Lạ nha. Tại em bên Mỹ về mà. Anh không biết hả? Mỹ thôi hả? Đây Mỹ thôi. Yeah. Rồi bây giờ chồng hát trước đi, hát tiếng Anh trước đi. Không, bây giờ anh hát tiếng Việt trước đi, em mới tặng cuối rồi. Cùng là bài tiếng Anh cho quý khán giả anh. Bây giờ cho Phú có thích nghe cái giọng hát của cố nghệ sĩ Hùng Cường không? Rồi ok, cố nghệ sĩ luôn ha. Cố nghệ sĩ Hùng Cường, mình hát mình phải lựa ngôi sao lớn mình bắt trước. Mình bắt trước là mình phải lựa ngôi sao bự. Rồi ok, vậy là bắt trước mà lựa ngôi sao nhỏ mình bắt trước chi? Dạ, rồi bây giờ là cố nghệ sĩ Hùng Cường phải không? Bây giờ bây giờ em giới thiệu. Em sẽ làm người giới thiệu, MC. MC cái cho anh hát cái bài cố nghệ sĩ Hùng Cường nha. Bắt đầu ha. Vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú tao ngộ cùng Tuấn Dũng nhịp cầu nhân ái, hai anh em của Châu Phú chuyến này sẽ làm một live show thật là lớn. Một live show là từ trước đến nay chưa có. Live show này tên gì ta? Live show ngoài trời. Vậy hả? Là live show ngoài trời. Giá này có nè. Live show này có tên gọi là Tuấn Dũng và Châu Phú. Thì qua đây thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ nghe một giọng hát rất là đặc biệt của cố nghệ sĩ Hùng Cường Mai Lợi Quỳnh. Dạ mời xin ơn Tuấn Dũng vô. Hùng Cường thân ái kính chào tất cả quý vị. Hôm nay Hùng Cường được hội ngộ cùng tất cả quý vị qua một chiếc đoàn tướng cướp Bạch Hải Đường. Có vô chưa? Vô chưa? Sương sống anh thấy hơi lạnh lạnh này, chắc lẽ là vô rồi, vô điện rồi. Vô rồi ha. Nam mô cố ca sĩ Hùng Cường. Nó lần nào anh hát rồi thì đó nó cụ gùa là. Nhung là... ơi sao em đành đón bỏ ra đi khi con thu nó vừa lên 3 tuổi. Khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời không gian dối tình nghĩa vợ chồng chung chăng sẽ có nhiều. Từng
tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Nhưng hôm nay em đã ra đi không trở lại nữa rồi, còn anh thì suốt đời mang án. Chỉ tội nghiệp cho châu phú khờ đang còn trong lứa tuổi ngây thơ. Rồi ai, ai dạy dỗ nâng niu, ai chăm sóc dỗ về khi thiếu tiếng ru em trong giấc ngủ đêm dài. Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ. Cha thì đã bị tù đày, còn mẹ thì bỏ theo trai. Thượng đế ơi, ông sắp bài chi cảnh trạng. Hết. Dạ. Ừ, như thôi. Dạ. Hát hay hết chứ hát nhiều. Có quên không? Quên, quên. Rồi bây giờ nè, ở cho Phúc làm bài dạ. Tăng cổ tiếng Anh. Tiếng Anh. Cho bà con nghe coi. Dạ. Dạ, rồi đúng rồi được anh. Đúng rồi, đúng hả? Giờ nãy giờ, nãy giờ cụ vua này nè anh sao mà tự nhiên bò bên đây vô trong cái giữa hai anh em mình ha. Vậy là cho Phúc đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi ha. Bây giờ mình kết thúc chương trình mình đứng đi ha. Bây giờ mình cắt cái cộng dây chuyền vô đi. Rồi bây giờ cho Phú sẽ hát tặng cho quý bà con cô bác. Kéo cái bạch ngang trước kìa. Tăng cổ có 102. Hát cái gì? Khmer hả? Tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Mỹ. Ừ, bây giờ ha. Rồi xin mời cháu Phú. Đây, mà nãy giờ anh nói nghe nè. Bây giờ anh thả chú rùa xuống đi. Okay. Nãy giờ anh dò em dữ lắm, em dò đầu dò cổ em dữ lắm, mà bây giờ anh phải đóng vai. Đóng gì? Đóng vai cô Phi Nhung. Phi Nhung, đúng rồi. Cái bài này là của cô Phi Nhung ha. Đó của cô Phi Nhung và chú Mạnh Quỳnh nha. Phi Nhung. Ủa chú. Không lẽ anh diễn hai vai hả? Đâu, em là em mình Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh. Rồi, bây giờ về đứng đây nè. Mạnh Quỳnh xong rồi đang xì với Mạnh Quỳnh. Đó, đó. Sao mà Mạnh Quỳnh uống luôn rồi đang xì. Đã nói mình đóng vai mà trời ơi. Đâu phải Mạnh Quỳnh hết rồi. Em là Phi Nhung ha. Con cái rồi. Chứ Mạnh Quỳnh nhớ cao lắm mà. Anh đứng bên đây cho lùng lùng số. Em đứng trên bụi cỏ đi. Anh Phú ơi. Vâng, kính thưa với cô chú anh chị và các bạn, thì hiện giờ cho Phú đã hết rung rưỡi đi. Còn hơi chắc chặt nha, anh đừng có làm gì. Hết rung rồi. Hết rung dùng sớm. Rồi, bây giờ thì kính thưa với cô chú anh chị và các bạn, thì hiện giờ đó cho Phú sẽ sao? Hát cái một cái đoạn tăng cổ của chú Mạnh Quỳnh đã hát chung với cô Phương Nhung quý vị. Thì cho Phú rất là thích bài này, nên cho Phú cũng nghe tới nghe nuôi và cũng có thuộc đó. Thì cho Phú xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng với cho Phú và Xuân Minh Tiến Dũng làm lại bài này. Mà tiếng Anh cho Phú không dặn quý vị, có gì sai sót đó là có gì sai sót mà quý vị đồng cảm. Dạ nó thôi như đầu hợp. Sao anh Quỳnh hát bình tĩnh nghe anh Quỳnh. Em là Phi Nhung đấy. Em yêu, em có biết không, anh thương em, nhớ em nhiều lắm. Thì không anh Quỳnh, em mất đêm trắng thâu đêm, giấc ngủ không tròn. Em lắm san cũng do phải kiếm tiền, anh vẫn biết mình nghèo tay trắng. Yêu em chỉ bằng tấm hồn và trái tim. Bây giờ biết phải làm sao, không tiền không bạc không nhà không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em nghĩ lại cứu giúp giùm đời anh. Anh Quỳnh ơi, anh hay quá anh Quỳnh. Bây giờ chỉ có anh thôi, anh tiếng Anh hả? Sao nói anh nữ anh tiếng Anh, anh Quỳnh. Anh Quỳnh phải hát tiếng Anh. Tiếng Anh phải lấy giọng. Bây giờ có cần anh diễn Phi Nhung không hay là anh cứng lại để anh biết. Hồi nãy là anh mềm, bây giờ anh cứng lại đó. Vừa vừa thôi, anh làm quá em mềm khối. Vậy hay là tiếng là mềm mà không mềm vừa ha. Lạ lời chút xíu ha. Anh Quỳnh. Vậy vậy thôi. Chứ sao vậy? Dạ anh làm gì nhẹ nhẹ thôi, chừng nào em kêu anh nắng quá. Ừ. Anh Quỳnh. Chừng nào em kêu anh nắng quá. Ừ. Rồi. Hồn đi.
quên. Đúng như nào ai lọt vô em biết vô sao mắt thằng ơi. Hay không? Hay không? Hay như vậy anh quên. Tiếp tục ngày áp ta nay bị khó đốc mờ này. Dù lúc định quý ai khen nóp lít dù gheo. Đâu chưa nói ai hề hôi nóp. Ai biết áp dù mãi ai mãi mãi số. Đâu chưa nói quá chú đâu. Nâu kha, nâu chết, nâu mơ này, nâu không. Ai quèo đi ha đi xuân. Hờ đi không bắt dù khánh sẽ mai lại. Hay không, được không? Đi đi nghe. Vậy hả? Vậy hả? Mới phát hiện em mới nghe. Tương lai sao? Tương lai sao? Tương lai của em là sẽ thành một ngôi sao sáng trên là bầu trời mọi người tại núi dài dạng liên này. Vậy vậy. Em đảm bảo với em nghe. Được không? Đảm bảo em sau này sẽ trở thành một ngôi sao sáng tại núi dài dạng liên. Vậy đó hả? Nhưng mà anh mấy chỗ khác anh không đảm bảo nghe. Vậy hả? Đảm bảo em là chỗ này. Ở đây sao? Chỉ có một mình chú Tư Trương thôi. Trời thì ơi. Đương nhiên là em phải đoạt giải huy chương vàng. Thôi thôi anh lại anh lại anh làm anh giật mình hết chưa? Không đi. Cốc này chỉ có một. Thôi đi. Trời 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 tối rồi. Sao vậy sao? Hai anh em mình tạm biệt quý khán giả đi. Vậy và hả? Chúc mọi người đi. Mỗi 6 giờ chiều mà vậy gì? Thì bây giờ anh em nói nghe. Bữa nay hai anh em mình á mình phải nói lại tại vì bữa nay hai anh em mình làm cho quý khán giả cô chú á đổi một cái chủ đề để cho mọi người để vui. Để mà xả chết trong những cái ngày mà dịch bệnh đó anh. Thì thành ra bữa nay hai anh em mình á tập hát đồ này kia chúng vậy. Chúc hai anh em mình cùng vui. Thì bởi vì trả lời tới quý cô chú anh chị là chúc luôn anh hai. Rồi anh chúc và chúc cho mọi người á. Và chúc theo cái kiểu mà chúc đám cưới của anh đi. Cái gì nữa? Ừ, lại chúc lỗi. Chúc lại chứ. Chúc đi, chúc với cô chú cái gì anh đã có dân ra ha. Rồi đại diện ha. Rồi ok. Ta đang nhớ lại. Vâng, quý thưa quý vị. Hôm nay Tiến Dũng và Châu Phú tìm đến đây em cấp của chú Tư Trương. Thì sẵn buổi chiều ngày hôm nay hai anh em cũng muốn làm một cái gì đó để mà gửi đến quý vị cho quý vị được thư giãn cũng như là những lúc công việc mệt nhọc và công việc của chúng ta đôi khi nó cũng căng thẳng thì chúng ta hãy xem như là cho Phú Tiến Dũng là làm cho quý vị vui nha, cũng mong quý vị thông cảm. Dạ. Và kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và giờ đây Tiến Dũng và cho Phú xin hẹn lại vị vào những video tiếp theo của kênh YouTube Châu Phú Thiên Tấn Sơn và Tiến Dũng nhịp cầu nhân ái. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn chú Tư cầm máy quay phim. Dạ cảm ơn chú Tư. Rồi ok. Nghe cái ọc.